nên là nó sẽ là cái chỗ số 2 chỗ này. Hoặc là mình có thể quay lại đây một tí ấy. Mình nghĩ là mình có cái chìa khóa rồi. Mình như nào chứ? Con nào không? Mình hết con mẹ bâu rồi. Crap xin đạn và shotgun. Chắc mình sẽ để dành là shotgun shell nhỉ. Khi chúng ta khẩn cấp chúng ta xài. Cho. Ui lại thêm đạn. Nó có cái cửa nó y chang là kìa. Xem nào. Nó sẽ có cái khung cung này. Ba con rắn á. Đây là cái gì? Kiểu dao à? Hay là nó kết hợp cái hình này nhỉ? Như là số 13 sao? Sẽ có cái hình hay là 3 điểm ra nhỉ. Won't open. Có sách này không đọc được này. Nên cái chỗ này nó chỉ có cái đoạn để mở thôi. Nó sẽ là ba con rắn đấy. Hình như cái hình cung này ra, rồi nó có một cái chấm ở bên trái ấy. Và cái hình của nó lại là ba cái điểm ra. Chuẩn mẹ luôn. Oh yes, bitch. Oh shit. Rifle ammo này mẹ nó cho mình thêm. Ông nghĩ tôi thiếu à? Đây này có cái gì này? Hexagon PC. Đây này này. Ruby. Oh chị. Còn cái gì nữa không nhỉ? Từ từ, nó có cái xanh xanh này là gì? Hình như cái bên dưới là nhỉ? Mình bỏ lỡ ở đâu à? Hay đây là cái cửa sao nhỉ? Sao nhỉ? Cái xe này phải là cái cửa không? Như là cái cửa ra đúng không? Cái cửa ra. Cửa thật. Chả biết là mình có bỏ lỡ đi không? Từ. Đây này nó có cái cộng cộng này. Expansion by map. Đây này. Có thêm ít tiền này. Pay to win mẹ chả lẽ lại không xài. Ruby này. Oh. Let's get the F out. Ok mình sẽ đi ra cái chỗ này nữa này. Okay, cái này là cái gì nhỉ? Nó sẽ cái Lakeside Settlement. Cái này là quay lại cái đoạn đoạn đầu mà mình cứu cái thằng Louis ấy. Nên là đối đầu với cái bọn này là chúng ta cần cái flag nhất. Đã có hàng rồi sao? Đã có hàng rồi. Mình nên bắn nó này.
không chết đấy. Fuck man. Thằng này vẫn đang không biết là chuyện gì xảy ra. Chả lẽ chỉ là một cơn gió? Vãi lìn hết sốc. Ui, con này nó biến thật vãi đái. Bruh. Fuck you man. Chưa tuần nó ra rồi. Khách khứa đến đông thế. Này, mình sẽ đâm cho nó phát. Nó sẽ chết luôn. Nên là nếu mà khi mà nó quay lưng và chúng ta là chúng ta có khả năng có cái lựa chọn đâm chết luôn ấy, thay vì đá ấy. Hay là cái chỗ này quay lại nhỉ? Quay mẹ thì không? Về cái cửa này, này. Cái súng này nó rung quá nhỉ. Không có cái báng. Bắn chán đời thế. Catch me a big fish. Để có thể mà ai đó bắt tôi con cá lớn. Nó sống ở sông. Cái bức ảnh này sẽ giúp cậu tìm ra nó. Nó ngay cạnh cái nhà kia ra. The Lucky Bash. Chắc đây là mấy khách du lịch kìa. Dục xác. Mình không biết là mình có nên cắt em này xuống không? Hay là cứ để thôi nhỉ? Để nhớ em này biến thành zombie này toàn ấy. Rồi trèo lên này. Em này cũng chết luôn. Em này nhìn giống giống Ashley đấy. Em này còn có cái gì nữa. Thôi. Đây có cái gì không? À, mình bắn rồi sao nhỉ? Smoky. Như cái chỗ này nó có cái tượng thôi mình. What the fuck. Kinh quá. Gunpowder ở đâu này? Đây. Thế mà cũng biết mẹ. Thật sự. Ok, oạch. Ui, con chó này. Ui, Alin. Chết thật rồi, mẹ mày. Ui, chết thật rồi. Fuck you. Ui, ui, chạy, chạy, chạy. Mẹ mày, nó biến hình. Anh ơi, em xin lỗi anh ơi. Chết mẹ anh đi. Em có đạn rồi. Ui, cụ này chết luôn rồi á.
À cụ này biến hình mà. À đó cụ không biến hình, mẹ cửa đẩy cụ ra. Ui. Mẹ nó vỉa mình cái mất bay mẹ nửa cây máu, phải đà thật cũng hiểu xa luôn. Sao cái phần này đam to thế? Đam nó quá to đấy, không phải gì. Không phải là to nữa mà. Ui. Nó vỉa mình một phát mất mẹ bay mẹ nửa cây máu. Ui. Nhưng vẫn có chó rồi nhỉ. Mẹ là chó chứ khắp nơi. Ui mẹ mới kinh vậy lên. À, mẹ mới chó biến hình. Ui mẹ mới lùng. Ui mẹ chạy. Ui, mẹ mới chó hoàng. Thì là nó chỉ đợi mình xuống ấy. Nó cắt tiết mình. Phò đấy. Ui mẹ mày chạy mình rồi. À, mẹ mày cái chó. Hơ mẹ mày. Surprise bitch. Ui, mẹ con này nguy hiểm thế. Này có cái bow của mình đây. Không lộ. Cái đường này, đường này này này. Ui dồi. Đây đây đây. Cái súng này trên tới là bắn cự ly gần thì nó lại có lợi thế hơn ở xa. Mẹ chả nhìn cái mẹ này. Mẹ này mình có chìa khóa này. Thỏi vàng này. Ơ à, lúc nãy mình lấy cái chìa khóa này trên này ra đúng không? À, mình lấy cái chìa khóa này ở đâu nhỉ? Phải mình lấy cái chìa khóa này ở trên kia không nhỉ? Hình như trên này có cái chìa khóa mà nhỉ? Đúng không? Vậy đừng có bảo biến lại. Ở đây hay, để mình lấy cái chìa khóa trên này sao nhỉ? Nếu mà lấy thiếu nó phải báo nhỉ? Mẹ mày cứ sọt gần là thân ái. Nó đẩy địch ra ấy. Con rời nào. Té con mẹ đi. Mình phải đi xuống chỗ này nè. Chỗ mà thằng Louis nó bị tốm ấy. Này này. Old Man Journal. 3 năm trước, con gái của tôi đã chết sau khi đẻ sinh ra con, sinh được đứa nhỏ. Từ khi đấy đứa nhẻ đã lớn lên rất là nhanh chóng. Như là cái đây là cái người chủ của cái chỗ nhà này, Don Quixote này. Nên là cái những cái đứa trẻ là nó sống ở cái nhà này, này cái khu vực này. Nên là cái ông già này bị cái bọn có mấy con sói nó cắn ấy. Và bị thương. À, cái thằng cháu của ông ấy là lo cho ông ấy. Nên là cái cơ thể của mình đã tự di chuyển.
Và mình có thể nghe được cái giọng nói bên trong đầu này. Liệu mình có bị điên không? Mình có thể không thể chết ở đây và để thằng bé ở lại mình. Xin Chúa hãy bảo vệ nó. Đó. Nên là cái game này là vẫn không giải thích tại sao ở phần này nó không có bọn trẻ con nhỉ? Nên là phần trẻ con nó phải biến zombie hết. Là có được cái nhẫn này, ngon đấy. Mình nghĩ là mình quay lên là mình sẽ có hàng đấy. Mẹ ạ. Cái trò này nó hay kiểu kiểu này. Khi mà có quay trở lại là nó sẽ có quà ấy. Nên đúng là đây là nó ông này với cái thằng này. Cái ảnh này chụp cứ như là thời mẹ mày năm 18 mấy ấy à? 18 bao nhiêu ấy? Thế kiểu thế kỷ thứ 19 ấy. À, có vẻ như không có. Ok. Rồi, té con mẹ đi. Kinh quá. Trước khi có đứa nào nó vồ chúng ta. Này có mấy con cá to này. Này mình bắt mấy con cá này cho thằng kia nhỉ. Cho cụ. Cá này phải cá to nhỉ? Nó là cái ở cái chỗ nhà hồ ra. Hay là gần đến chỗ boat house rồi này. Mình hết con mẹ ăn salad này. Slot bây giờ cũng hết này, này. Mẹ chả dư này. Con cá to đâu? À đây 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 đây. Phải con này không nhỉ? Con này nhìn to phết này. Đây, the Looker Badge. Chuẩn mẹ luôn. Vẫn có chỗ. À, thế lỗi mình. À, vậy là mình con. Cá này cá lớn ấy. Con này Looker 18 inch. Mình không biết là mình có nên quay trở lại kia luôn nhỉ? Cho quay lại gặp sếp luôn. Yên mẹ sao đó. Quay lại gặp sếp liên tục. Cái đoạn này chơi vui hơn cái phần trước ấy. Cái phần trước nó chỉ có một đoạn duy nhất ấy. Là lấy cái thưa là nó không có lấy key mà là hay nhân ăn nó cũng lấy key nhưng mà nó không phải đi qua mấy cái puzzle nha. Welcome. Got a selection. Good things on sale, stranger. Nên là có thể bán được cái chìa khóa luôn rồi này. Your valuables won't do you much good in the Looker Badge. 5.000. Wow. You're a real professional. You're a professional. Mình nên sửa dao nhỉ? Bán 5.000 sửa dao 2.000. What the fuck? Your weapons are in good hands. Mình phải nâng cấp cái này lên. I'll see you right. Good luck to you, stranger. Mình còn hơn mẹ dựa vào cái kitchen knife. Will that be all then? A deal well struck. Vô ba này, ố. For sale only á. Bán một thỏi vàng được có 10.000. Mẹ mày ra kia bán có khi nhiều hơn. Velvet blue. Mình không biết mình có nên mua lên không nhỉ. And on the fat grenade. Rocket launcher. There you are, as you wished. Lên Grey of Fire này ngon. Lên 6.7. Knife needs care every once in a while. Could be the difference between life and death.
Không biết là mình lên cái gì bây giờ. Mình lên một cái này cũng nice xử đấy. Cảm thấy hơi tiếc. Thêm một ít đam nữa cũng ngon nhỉ. Starting to get an idea of your tastes, friend. Mình bán được bao tiền? Your valuables won't do you much good in the grave. Đây này, tao đi bị 870, mất 15.000, bán được 20.000 sao? Chúng ta có hai power scope, laser sight. Years haven't been kind to us. Cái này lên 6.000 cũng rẻ. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Don't get your welcome. Where would it? Mà nó mới con cá này. Bách bát được 1.400 này. Ồ, được nhiều tiền phết nhỉ? Đi câu cá được nhiều tiền phết đấy, đùa đâu. Ăn quả trứng đi. Mình có thể mình crafting bow ra nhỉ. Này này, cái này craft được cái attachable mine rồi này. X4 8. Được 6 à. Nhưng mình vẫn còn mấy ít nữa sao nhỉ. Vẫn còn mấy, có thể craft được thêm shotgun shell này. Cái này là mình có thể craft và bow tiếp. Bây giờ là bao nhiêu? 14 bow rồi. Ui mẹ mày, nhiều phết hay đùa đâu. Bắn chết người luôn. Được 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 được. Ok. Ngon đấy, mẹ mày trang bị tận răng rồi đấy. Game này nó thấy dễ dễ hơn từ đoạn đầu ấy. Là cái đoạn đầu ở phần 4 kia cũng là khó vậy. Mà chúng ta chả có cái gì ấy. Nên mình sẽ... Ở đây, nó có cái chỗ này này. Tôi chết rồi mình... À, là mình biết cái trò rồi, là mình cực kỳ ghét mấy cái puzzle này luôn. Kiểu giống như mình ghét cái chơi mấy cái trò Rubik ấy. Mình không biết cái kiểu chơi luôn. Cái chỗ này là cái gì nhỉ? Nó là Stone Pedestal. Ra ngoài sớt mẹ đi. Đơn giản đấy mà. Tưởng là... Như nào nhỉ? Phải như này không nhỉ? Vị trí này đúng không? Ui sợ đơn giản mà. Ui, có cái gì đâu. Cái này dễ thế nhỉ. Decrate the idol. Mẹ mày. Cái này mà mẹ mày xoay sai cái gì mà sửa vỡ mồm. Ui, game này có gì đâu. Vớ vẩn. Kiểu hỏi ý kiến của người thân nhỉ. Gọi sự trợ giúp. Chúng ta đã... Ok, mình sẽ quay lại cái chỗ kia đi. Chúng ta gắn lại cái đầu ấy. Nó sẽ cho mình cái chìa khóa cái này. Phải đeo nhỉ? Chuẩn mẹ luôn. Chuẩn bị đạn dược à? Mình có thể mình craft thêm ít đạn này. Đạn shotgun này. Hy vọng con chó nào ra đùa. Kinh nhỉ mẹ bọn này. Tà giáo.
Những kiểu tà giáo. Ơ, thế mình lấy luôn rồi đúng không? Condor One to Roost. I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor One out. Kền kền. Đó. Cái condor là chim điêu chứ đúng không? Kiểu như anh hùng xạ điêu ấy. Nên là bọn này là đều loài chim hết. Mình nghĩ là cái chỗ này mình ấy hết thật ra. Nên chúng ta sẽ quay trở lại cảng này. Quay luôn, quay lại cái shop này này. Ô, cái ngăn kéo này mình mở rồi à? Interest you in? Mình còn nên mua cái phát grenade. What you see is what I've got. Nên đợi nó sẽ giảm giá nhỉ? Mình có mấy quả? Mình có 3 quả mày. Thay nó dọa mình, nó bảo là hãy giải quyết hết những cái việc gì mà chưa còn tồn đọng đi, ông sẽ kiểu hối hận này. lời khuyên từ anh bán đầu. Mình nghĩ là cái phần này mình lấy hết rồi sao, bởi vì là một khi mà chúng ta đi ra cái phần sau là gần như chúng ta không quay ở đây ra. À, là mình có cái mini game mình chưa chơi ra. Mình có hai cái token này. Target practice. Tiêu diệt cướp biển. Nên nó sẽ bắn vào cướp biển và né tránh bắn vào thủy thủ. Đang trừ điểm. Nên nó sẽ có score là sử dụng súng lục không này, và nó sẽ sử dụng cái khẩu SG-09 ấy. Và chúng ta sẽ dùng rifle và lục vào rifle. Sạch đi chơi. Ui, nhanh thế. Chết mẹ đạn rồi. Mình là bao nhiêu? Mình trượt con mẹ 4 thằng. CVX2 nên là nó sẽ có 7.000 điểm này. Every cộng 1. Nếu mà 100% cái đầu lâu kia là sẽ được một cái đỏ. Nó có thể chơi lại nhiều lần nữa. Fuck man. Cái này mà chơi PC thì ngon quá. Còn hết mẹ thời gian. Rocky.
thủy thủ Sailor Man. Đây quả này vẫn bắn xuyên này. Very good. Beautiful. Bắn trượt một thằng nữa ra. 16/15, 16. Mình chỉ bắn trượt một thằng thôi. Nên cái điểm này nó là 5000 đấy. Mẹ này chứ. Bắn nghe chuột bắn phím thì ngon quá. Lợi thế bao nhiêu. Incredible. Mình bắn trượt một cái đầu lâu rồi. Có bonus time ấy. Oh yes. Ôi mẹ cha nó chứ. The fuck. Beautiful. SC không được 6000 á. Mình bắn trượt 510. 100% obtain là thêm một cái viên đỏ nữa. Every cộng 1 là cái gì nhỉ? Mình đã đổi thôi. 1, 2, 3. Được cái gì? The Dawn Espanol 15% Falcon Shell Craft Bonus Frequency. Cái này là craft được thêm nhiều đạn hơn à? Cha mày này. Mình không mang cái slot này. Cái này nó đổi lấy charm à? 30 detectable à? Ui, được thêm nhiều bom liệu nổ luôn này. Mình không biết là cái này nó có hiệu quả không? Có kiểu có hữu ích không ấy? Nghĩ sao nữa? Chơi cái trò đấy, chơi máy suýt suốt rồi. Nó hay thì mới chơi. Còn nghĩ sao? Mình nghĩ đã lúc để